Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là gần 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì cứ các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình cũng có thể là lên YouTube này. Các bạn lên YouTube nhé. Này, các bạn lên YouTube này. Các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV nhé. Các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV này. Đấy, các bạn Triệu Phú TV này. Đấy, các bạn gõ kênh Triệu Phú TV, các bạn kích vào Triệu Phú TV này thì là sẽ ra kênh của mình là hơn 50k là sub, thì các bạn kích vào trang chủ thì sẽ có rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn lựa chọn nha các bạn nhé. Đây là kênh mình đây. Đấy, các bạn nào muốn mua điện thoại cũ các bạn phải lên YouTube gõ kênh và tìm kiếm điện thoại cũ giá rẻ cho mình nhá. Và hôm nay thì bên mình cũng về đến mới mẫu giá rẻ thanh lý cho bạn, thì các bạn ưng nào sản phẩm mình thì các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc con này, là chiếc Nokia, con này Nokia 2.2 nhé, con này là Nokia 2.2. đấy, con Nokia 2.2 này đây, con này là Nokia 2.2. con Nokia 2.2 thì màn hình của nó là đây gần 6 inch, màn hình của nó là giọt nước nhé. Đấy, màn hình của nó là giọt nước luôn. Hai sim hai sóng Nokia thì hai huyền thoại nhé. Đấy, cho bạn nào thích sản phẩm Nokia 2.2 này. Đây, Nokia 2.2 huyền thoại Nokia này. Đấy, ngày xưa những dòng sản phẩm Nokia ngày xưa chỉ đập máy mới hỏng thôi, nhưng mà không biết Nokia bây giờ sao, nói chung là vẫn rất là bền các bạn nhé. Nokia nó không tùy biến nhiều, cái Android của nó toàn để là Android gốc. Mặt lưng con này thì có hơi xước phẩy một chút nhé. Còn Nokia 2.2 này thì bên mình sẽ bán các bạn với giá là 900k nhé. Đấy, Nokia 2.2 thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 900k. Bạn nào thích sản phẩm Samsung gì nhờ? Sorry các bạn, là Nokia 2.2 này các bạn nhận hàng thì sớm nhất nhá. Một là qua Zalo nhá. Nếu mà Zalo mình không trả lời kịp ấy thì các bạn mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng nhé. Và đây địa chỉ cửa hàng mình nhá. Gần các bạn sẽ lại qua trực tiếp cửa hàng của mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán. Và ở xa bên mình có ship nhá các bạn nhá. Nokia 2.2 đây ạ. Đây, Nokia huyền thoại. Một thời. Các bạn xem, nói chung là Nokia cũng được, nhanh mượt. Các bạn dùng cũng thích lắm. Này. Các bạn làm mồi phụ nhá. Đây, có hai số liên lạc cho mình đấy các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, là con Samsung gì nhỉ? Đâu, mình sẽ xem nào. Đây. Buổi tối ngày hôm nay thì mình về được con này, là con Samsung M21 các bạn nhé. Con Samsung M21 thì hôm nay mình vừa về con này xong. M21 thì mình sẽ xem qua về cấu hình con M21 để cho bạn xem nhé. Con Samsung M21. M21 cái của nó, thiết kế của nó là 1, 2, 3 camera này. 3 camera, 1 đèn flash và vân tay này. Khuôn mặt các kiểu. Con M21 này được cái là trang bị của màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch nhé. Màn hình là tràn viền 6,4 inch. Màn hình hiển thị là gì nhờ? Full HD. Màn hình là Sumo Alias nhé các bạn nhé. Đấy. Sumo Alias này. M21 đấy. Cấu hình con M21 này thì mình sẽ xem cho các bạn này. Đấy. Cấu hình con M21. Con này thì pin khủng nhé. Đấy. Con này là chạy Android 10. Cấu hình là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Thì con này thì là còn bảo hành gì nhỉ? Còn gần 300 ngày bảo hành các bạn nhé. Đấy, hôm qua là mình check là 300 ngày bảo hành. Đấy, con này còn 300 ngày bảo hành. Nên các bạn về dùng các bạn chủ đập máy mới hỏng thôi. Đã có hãng lo cho các bạn rồi nhé. Đấy. Con này còn con gì nhỉ? Mình check thì còn gần 300 ngày bảo hành ở trên hãng nhá. Đấy, con này thì mình check gần 300 ngày bảo hành trên hãng này. Đấy, máy đẹp, keng, xe beng luôn các bạn nhé. Khách mới xài được có 2 tháng thôi. Đấy. Nói chung là cái RAM chip, cái RAM 4GB của nói chung là Samsung các bạn dùng thì khỏi phải chê luôn. Nó quá nhanh và quá mượt luôn. Nói chung là cái RAM của Samsung khác hẳn luôn các bạn nhé. Thì dòng công ty xịn cũng khác. Máy đẹp leng keng xà beng nhá. Đấy, các bạn chỉ thiếu một cái hộp thôi là các bạn bỏ vào là thành máy mới nhá. Đấy, con M gì nhỉ? Con M21 này thì là trang bị của nó, viên pin của nó viên pin 6000 nhá. Đấy, các bạn dùng viên pin 6000 khỏi phải chê luôn. Mình để từ 2 ngày hôm nay. Hai ngày chờ hôm nay mà không hết một vạch pin các bạn nhé. Hai ngày chờ mà không hết một vạch pin luôn. Đấy, pin con này là pin 6000 nhé. Con này là bản công ty, hai sim hai sóng. Đấy, con M21 là bản công ty, hai sim hai sóng. Pin là trang bị viên pin 6000.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung M21 này các bạn nhận hàng lượt sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 3.600.000. Máy đẹp leng keng sáng bèn, còn bảo hành tận 300 ngày ở chính hãng ở Samsung nhá. Này, M21 đấy. Quay cho các bạn nhìn qua một lần nữa. Nói chung là các bạn mua những sản phẩm này về các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con Redmi 5i. Redmi 5i này, đấy, con này là 5i. Đấy. Reanima đi năm Redi. Rea Alme này, 5i này. Con này là phiên bản là mình sẽ xem cho các bạn nhá. Bao nhiêu ghi nhá. Nhà mình nay thì về được hai con dòng này. Đây. Hôm nay nhà mình về được hai con. Hai con là một dòng hay sao ấy. Bọn này làm cái tên này, đúng không? Rea Alme này. Con này là 3 Pro, con này là 3 Pro. 3 Pro thì là RAM 6, bộ nhớ 128GB nhá. Đây, con mình sẽ giới thiệu con này trước, nhà mình nay về được hai con. Đấy, con này thì là màn hình của nó là cũng là tràn viền, 6.52 inch, màn hình thì là Full HD cộng. Con này thì là cấu hình của nó thì là RAM, con này là RAM gì nhỉ? Con này là RAM 4GB này, bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy. Viên pin con này là viên pin 5000 các bạn nhé. Viên pin của Redmi 5i này là viên pin 5000. Con này là chạy chip Snap là 665. Dành cho các bạn mà trẻ mà thích chơi game nào thì chiến game các kiểu nhé. Đấy, Redmi 5i thì con này là 1 2 3 4 camera này, một đèn flash này, vân tay các kiểu này. Máy đẹp lên keng nhé, không khác gì, không thua xa thì máy mới. Các bạn chỉ thiếu mỗi cái hộp là các bạn bỏ vào thành máy mới luôn. Con này vẫn còn nguyên siêu dán đằng sau này. Đấy. Máy đẹp lên keng. Còn Redmi 5i phiên bản 64GB này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.600.000 nhé. Máy đẹp lên keng luôn, 2.600.000 cho bạn nhé. Đấy, các bạn nhớ dùng sản phẩm này các bạn khỏi chê luôn. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là bà xã, hoặc là người yêu, hoặc là bồ nhí bạn gái các kiểu thì tuyệt vời luôn. Đấy, mua về để tặng thì quá là đẹp luôn các bạn nhé. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.600.000 nhé. Và tiếp theo là con này là con Redmi 3 Pro. Đấy. Redmi 3 Pro thì là RAM 6, bộ nhớ trong 128GB này. Màn hình con này thì là đây mình sẽ xem 3 Pro. Con này mình sẽ xem là nó cấu hình như thế nào nhá. Mình sẽ xem cái cấu hình của nó cho các bạn nhé. Chi tiết cho các bạn. Vì nhiều con máy thì mình cũng không thể nhớ hết cái cấu hình của nó được. Đấy. Con này thì là phiên bản của nó, là màn hình của nó là tràn viền là 6.3 inch. Con này là Full HD cộng luôn. Pin thì là pin 4000, hơn 4000 các bạn nhé. Đấy. Máy thì con này thì là đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy. Máy đẹp leng keng xà beng luôn, các bạn mua những sản phẩm này về dùng các bạn chịu đập máy mới hỏng thôi. Con này là trang bị là phiên bị RAM là RAM 6GB luôn nhé. Con này là phiên bản là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Còn Redmi 3 Pro này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Máy cũng đẹp leng keng sáng bền nhé. Đấy, màn hình là tràn viền 6.3 inch. Đấy, rất là đẹp các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là con Samsung. Con này là Samsung A50s nhé. A50s thì hôm nay nhà mình vừa về con trắng ngọc trinh thì các bạn nhé. Con Samsung A50s con này là trắng ngọc trinh luôn. Máy con này thì đẹp leng keng sáng bền nhé. Con Samsung A50s này, máy đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy. Đấy, màu trắng ngọc trinh này, rất là đẹp luôn. 3 camera này, một đèn flash này. Con Samsung A50s này thì là mình sẽ xem cấu hình cho các bạn nhé. Đấy, màn hình con này cũng là 6.4 inch này, tràn viền 6.4 inch. Màn hình con này cũng là Full HD cộng nhá. Màn hình con này thì là trang bị là màn hình là Sumo OLED nhá. Nói chung là RAM 4GB. Còn mình sẽ xem phiên bản là bao nhiêu ghi cho các bạn nhé. Con này là phiên bản là RAM 4GB này. Bộ nhớ trong là 64GB. Con này đã chạy Android 10 các bạn nhé. Nói chung là RAM 4 của Samsung các bạn khỏi phải chê luôn. Đấy, con này thì là máy đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy. Các bạn chỉ thả hộp là thành máy mới luôn. Hôm nay mình về toàn máy đẹp cho các bạn nhé. Con Samsung A50s này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.500.000. Đấy. Mặt trước vẫn còn nguyên ly lông của lúc mà các bạn mua máy này. Mặt trước vẫn còn nguyên ly lông lúc theo mua máy này. Đấy, máy đẹp leng keng xà beng nhé. Đấy, A50s này bên mình chỉ bán với giá là 3.500.000 thôi các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A50s này các bạn nhận hàng được sớm nhất nhá. Màu trắng này các bạn mua về tặng vợ hoặc là bà xã, người yêu cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé.
được cái là màn hình của nó Sumo OLED các bạn dùng cực kỳ là tuyệt vời luôn nhé. Đây con Redmi 5i đấy, con này cũng nguyên cái miếng dán màn hình của nó nhé. Đây, và tiếp theo là con này là con Samsung J8 2018 này. J8 2018 này thì là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con J8 2018 này thì là màn hình của nó là 6 inch. Phiên bản gì nhỉ? Phiên bản công ty, 2 SIM 2 sóng nhé. J8 2018 này con này cũng máy cũng đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy. Mặt trước thì vẫn còn nguyên miếng ni lông này, dán màn hình này của lúc mà mua máy đấy. Mặt sau thì khách cũng có dán ni lông nhá. Các bạn bóc ra thì không khác gì máy mới luôn. Con Samsung J8 2018 này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.200.000 cho các bạn nhé. Đấy, các bạn mua những sản phẩm này về các bạn chủ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường là lỗi vặt rất là ít các bạn nhá. Đấy, J8 2018, hai camera, máy đẹp leng keng xà beng nhá. Có dán mặt trước, ni lông mặt trước và mặt sau. Bên mình xả cho bạn với giá là 2.200.000. Đây, và hôm nay thì mình lại về tiếp tục được con A8 2018. A8 2018 thì hai nhà mình lên về mình liên tục nhá. Đấy, hôm nay thì mình về một chiếc A8 2018. Con này là bản Hàn, một SIM, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con A8 2018 này thì ngoại hình thì máy còn 90%. Đấy ạ. Đấy. Màn hình con này là cũng là Full HD cộng Sumo OLED nhá. Đấy, cấu hình RAM 4, bộ nhớ 32GB. Đấy, lại RAM 4 nhá. Đấy. Chạy cực kỳ là khỏe. Con A8 2018 này thì bên mình đang xả cho bạn với giá là 2.200.000 nhé. 2.200.000 Samsung A8 2018 này. Đây. Đây, máy giá rẻ nữa đây. Giá rẻ nữa là con Oppo F1S này. Oppo F1S này thì mình mới về được con này. Đây. Con này Oppo F1S RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con Oppo F1S này thì màn hình của nó là 5,5 inch. Thì ngoại hình thì vỏ cũng phải theo thời gian. Đây ạ. Con này thì hôm nay thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.200.000 nhé. Con này thì là vỏ cũng phải theo thời gian. Con Oppo F1S này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.200.000 nhé. Oppo F1S này 1.200.000 này. Đây ạ. Và tiếp theo là con này là con gì nhỉ? Xiaomi gì nhỉ? Con này là Xiaomi Redmi 5 nhé. Redmi 5 phiên bản là RAM 3GB này. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Đấy. RAM 3 này. Bộ nhớ trong là 32GB. Con Redmi 5 này thì là gì nhỉ? RAM 3, bộ nhớ 32 thì ngoại hình cũng còn 90%. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500.000 nhé. Con Redmi 5 này. Phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500.000. Đấy, Redmi, Xiaomi cũng rất là bền nhá. 1.500.000 cho các bạn nhá. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình là về con này là con Samsung Samsung Lot 7 gì nhỉ? Con này là Lot 7 FE nhá. Lot FE nhá. Lot FE thì có hỗ trợ là cái bút Eiffel này. Đấy, hỗ trợ là cái bút Eiffel này, dùng cực kỳ tuyệt vời. Con Lot FE này, con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Con Lot FE hôm nay nhà mình về một con màu đen bóng này. Con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Mặt kính con này thì là hơi phải phẩy theo thời gian nhé. Kiểu mặt kính zin ấy này thì nó cũng sức phải theo thời gian. Phải vừa thôi các bạn nhé. Cấu hình con Lot 7 FE này là RAM, con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Màn hình con này thì là màn hình đẹp nhé, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Con Lot 7 FE này thì là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Bên mình đang xả cho bạn với giá là 2.800.000. Bạn đã thích sản phẩm Samsung Lot 7 FE này, các bạn nhanh tay hàng mình được sớm nhất này. Các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình nhé, 33 221 789 này. Đây là số như mình là một số nhá, và số thứ hai là 0966221789. Các bạn gọi số 1 không được, các bạn thể là gọi số 2 giúp mình nhá. Cái số này thì nhà mình thì dùng là thường xuyên suốt ngày. Mình hay cầm theo trong người, và giờ làm việc nhà mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối các bạn nhá. 7 giờ sáng và 10 giờ tối. Và hình thức mua hàng bên mình rất thức thì tất cả sản phẩm bên mình thì lỗ đồng một tuần và bảo hành 6 tháng. Và hình thức mua hàng thì các bạn cứ chuyển khoản trước thì mình sẽ phải ra ship các bạn. Các bạn nào mà chưa tin tưởng mình rồi ấy thì là chưa chuyển khoản thì các mình sẽ gì nhỉ, chưa chuyển khoản thì mình sẽ, các bạn phải cọc chứ mình phải ship nhá, 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhá. Đấy, Lot 7 FE đấy ạ, 2.800.000, bản Hàn, 2 SIM 2 sóng nhá.
Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và hôm nay thì mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên đặt hàng nhá. Và đây là chỉ cửa hàng mình gần, bạn hãy trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhá. Nga ơi.